Các vị A-la-hán, bốn cái tuệ phân tích đó, nó là gì? Nó là từ vô ngại giải, pháp vô ngại giải, nghĩa vô ngại giải và biện tài vô ngại. Từ vô ngại giải nghĩa là sao? Nghĩa là cái ngôn ngữ á, thì nó không có giới hạn. Thứ nhất á, là cái tiếng mà mẹ đẻ đó, cái tiếng mà anh sử dụng thường xuyên á, thì nó rất là có chiều sâu và anh không bị giới hạn với từ ngữ. Quý vị biết là có những cái vấn đề á, mà nếu như một người mà họ kém cái vốn liếng từ vựng á, họ không biết diễn tả cái vấn đề đó như thế nào, hoặc là họ diễn tả cái vấn đề đó nghe nó gọi là nó rất là nhà quê. Đương nhiên sư nói cái này không có nghĩa là sư chê với những vị ở nhà quê ha, đây chỉ là một cách nói thôi đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái vốn liếng từ ngữ á, thì cũng cái vấn đề đó chúng ta trình bày một cách nó rất là cao sang, nó rất là hay và nó thậm chí nó dễ đi vào lòng người. Cũng những cái từ đó thôi, nhưng mà một cái người mà có cái từ vô ngại giải, họ có cách họ sắp xếp những cái từ ngữ để cho nó phù hợp. Cái thứ hai đó, đó là cái vấn đề về những cái ngôn ngữ ngoại. Ví dụ như là cái một cái thứ tiếng khác đối với họ thì cái khả năng đọc hiểu nó không có khó, thì nó coi như nó không có chướng ngại, thì đó là từ vô ngại giải. Còn cái pháp vô ngại giải nghĩa là gì? Có nghĩa là vị ấy đó, khi nhìn bất kỳ một vấn đề gì, vị ấy đều có thể liên tưởng đến pháp được hết, đều có thể liên tưởng đến chánh pháp. Ví dụ như mà bây giờ sư đang nhìn vào cái camera, thì ví dụ như một vị thì có thể liên tưởng đến một cái pháp mà nó có thể liên tưởng đến pháp liên quan đến cái camera, mặc dù là cái đó Đức Thế Tôn ngài chưa có nói, ngài không có nói. Tuy nhiên là sư không nói sư chứng đắc cái gì, mà sư giả sử đó, một vị mà có cái pháp vô ngại giải thì vị ấy nhìn bất kỳ cái gì cũng có thể liên tưởng đến pháp, nhìn tới một cái cục đất cũng có thể liên tưởng đến pháp, nhìn một con kiến cũng có thể liên tưởng đến pháp, nhìn một cái gì như một cái con vật nó có 6 chân thì cũng có thể liên tưởng đến một cái pháp gì đó có 6 chân, nhìn một con vật nó có 2 cánh thì cũng có thể liên tưởng đến một cái pháp mà nó có 2 cánh đấy, thì nó là pháp vô ngại giải. Còn cái nghĩa vô ngại giải đó là bất kỳ Đức Thế Tôn nói một cái câu nào hoặc một cái bài kinh nào theo chánh pháp thì đều có thể hiểu nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Mà trong kinh ấy, thì nói là ngài Xá Lợi Phất ấy, một câu kinh ngài có thể hiểu theo 84.000 cách khác nhau. Tuy nhiên 84.000 nó chỉ là một cái con số tượng trưng để chúng ta hiểu là ngài có thể hiểu theo vô số cách đấy. Rồi biện tài vô ngại nghĩa là sao? Có nghĩa là một bất kỳ một vấn đề gì nó không làm khó được vị ấy. Thí dụ như bản thân sư sư còn phàm thì có một số vấn đề đó tôi không muốn nói nữa, mệt rồi, tôi mệt rồi, tôi không muốn nói nữa. Quý vị muốn làm sao đó quý vị làm, tự quý vị cứ vui thích với cái sự tranh cãi, với sự tranh luận của quý vị đi ha. Vì tôi không tham gia nữa, tự quý vị chơi với quý vị đó, rồi tự quý vị mà thỏa mãn với những cái mà quý vị biết, quý vị nói, tự quý vị làm. Nhưng mà một vị mà có cái biện tài vô ngại thì các vị đó không có trở ngại, các vị ấy có cái cách, có cách hết. Ví dụ như Đức Thế Tôn ấy, một cái vấn đề gì mà ngài muốn chấm dứt thì ngài có cách để ngài chấm dứt. Nhưng có chuyện là anh cứ lôi ra rồi anh cãi cùng cãi lý, rồi anh nói tới nói lui để mà lý lẽ. Khi ví dụ như là khi một vị mà có cái biện tài vô ngại, vị ấy muốn chấm dứt vấn đề là vị ấy có cách để chấm dứt vấn đề. Hoặc là vị ấy muốn thuyết phục một người nào đó, đương nhiên là người đó phải có duyên nha, thì vị ấy có cách để thuyết phục. Và không có một cái đối tượng nào mà có thể chiến thắng được vị đó trong cái vấn đề liên quan tới giáo lý, thì nó là biện tài vô ngại. Cho nên ý, trường hợp ngài Chuyên Lắp Bàn Đá Cá là ngài cho lệ bằng đặt do cái nghiệp cũ của ngài đó, là do ngày xưa là ngài đã từng ngài là một vị pháp sư Tam Tạng, nhưng mà ngài chê cười đó, rồi ngài chọc để mà cho một cái vị là học kinh hoài không thuộc á,
ngài chê rồi ngài làm cách này cách kia đó, thì vị kia xấu hổ rồi không có học kinh nữa. Thì chính bởi vì cái ác nghiệp đó cho nên đời nay là ngài không thuộc nổi một bài kệ 6 câu. Nhưng mà khi ngài chứng đắc A-la-hán thì ngài lại chứng với tứ tuệ phân tích, có nghĩa là mặc dù kinh thì ngài không có thuộc ha, kinh thì ngài không thuộc, nhưng mà ngôn ngữ của ngài, ngài nói ra thì ngài không có cản trở. Ngài có thể ngài vận dụng cái ngôn ngữ để mà ngài nói chuyện, nó không có cái chướng ngại gì với ngài hết. Rồi ngài nhìn bất kỳ một cái gì, ví dụ như ngài nhìn một cái khăn tay, ngài nhìn một cái lá, ngài nhìn, thậm chí là ngài nhìn một cái giọt nước, ngài cũng có thể nhìn vào nó, ngài lấy đó làm đối tượng để mà ngài thuyết pháp, nói đúng theo chánh pháp đàng hoàng. Mặc dù ngài không có thuộc kinh nha, ngài không có thuộc kinh. Rồi khi mà Đức Thế Tôn mà nói một cái câu gì đó thì ngài có thể hiểu được cái ý nghĩa, những cái nghĩa lý ở trong đó. Rồi không có một ai có thể biện luận mà vượt thắng ngài về chánh pháp. Đương nhiên là các vị A-la-hán với nhau thì các ngài không có cái nhu cầu mà tranh cãi. Sư đang nói đây là cái kiểu mà phàm phu nha, phàm phu mà đến mà tranh luận với ngài là ngài nói các hành là vô thường, nhưng mà tôi không tin các hành là vô thường, các hành nó phải có cái gì, nó là thường, nó là vĩnh cửu. Thì dù cho họ giỏi thế nào đi nữa thì ngài vẫn có cách. Đây, nó đó là cái lợi của một cái vị mà có tứ tuệ phân tích. Còn một vị đó mà không có tứ tuệ phân tích này đó, thì giống như là trong Milinda Banha đó, có những vị A-la-hán, các ngài biết vấn đề đó, nhưng mà do các ngài không có tứ tuệ phân tích cho nên là các ngài không có cách chi để mà đem cái vấn đề đó mà tổng hợp lại được những cái từ ngữ, những cái lý lẽ để mà trả lời cho vua Milinda. Chỉ chờ khi nào mà ngài Nagasena đó, ngài mới có thể ngài thuyết phục được vua Milinda. Thì đó là tứ tuệ phân tích.